Em có một lần mà em bị đổ vỡ anh. Ừ, dạ. Chị có em bé chưa? Dạ không. Lấy nhau mấy năm thì đổ vỡ Tú? Dạ, lấy nhau 18 năm ạ. 18 năm mà chị không có con hả? Dạ. Nói chung là hồi xưa em cũng quen cô đó, cũng sống mà em cũng có dẫn gia đình em tới, nhưng mà bên đó nói là không chịu. Rồi cô đó có theo em ở là năm mấy, cũng cách nhà cách cửa đồ, hai đứa cũng sống như vợ chồng. Có con không? Dạ không. Sau này cũng đi chùa là Phật tử quy đồ này kia á chị. Rồi em thấy sao kỳ kỳ, cuối cùng đi chùa thì ít nhưng mà vô sòng tí sắc thì nhiều. Em bắt được 2 lần. Bây giờ thì nhà trai giới thiệu lớn lên cho nhà gái bên kia nghe luôn nha. Mời nhà trai. Dạ em quê An Giang, Nguyễn Hoàng Nguyên quê An Giang. Em năm 76, năm nay 48 tuổi. 48 tuổi. Dạ. Em làm cơ khí ở Bảo Trì ở công ty Bình Dương. Rồi mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình nè. Mình xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Chào em. Dạ. Chào bạn trai bên kia. Mình tên là Trần Thị Cẩm Tú, mình đến từ Tiền Giang. Mình sinh 1975, nghề nghiệp của mình là buôn bán. Chị Tú đang buôn bán cái gì ạ? Buôn bán tạp hóa. Dạ. Tú bán ở Tiền Giang mà ở huyện nào Tú? Dạ em ở xã An Hữu và huyện Cái Bè. Huyện Cái Bè. Dạ. Em trai cho bên nhà gái biết ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ thế mạnh của em là cố gắng làm, siêng năng. Siêng lo và lo cho vợ con, coi như là vợ con biết làm gì là em làm được cái nấy. Chỉ có một cái là nấu ăn hơi bị dở rồi. Chỉ có nấu ăn dở thôi. Dạ. Còn làm bất cứ gì trong gia đình vợ làm được là mình làm được. Dạ, dạ. Quét dọn lau chùi đồ em làm được hết. Em có tật xấu gì không? Dạ có cái em hay quên với em thương người. Như em đi đường đang đi xe vậy gặp mấy người già già lớn lớn đồ này kia, nó bán vé số với người ta xin ngồi bên đèn đỏ rồi đó. Em hay tấp lại em cho không nhiều, 50-30 ngàn gì đó, hoặc là mua 5-3 tấm vé số gì đó. Vậy là tốt rồi. Vậy là cái đó điều tốt mà, chứ đâu phải khuyết điểm đâu anh. Đôi khi em mới mua rồi cũng thấy người già đi ngang rồi em cũng vẫn mua 2 tấm nữa kệ tới đâu tới. Ừ. Nay có mua cho anh tấm á. Dạ. Xin lỗi anh. Mày chưa mua đúng không? Dạ, dạ. Trời, tôi hỏi xui quá. Sáng tao lên chương trình sớm rồi. Rồi mời nhà gái. Dạ, nhà gái ưu điểm khuyết điểm như thế nào nè? Dạ mình ưu điểm thì mình hiền, vui vẻ, hòa đồng. Mình hơi rung nè. Tú nói chuyện hơi nhỏ đúng không? Tú hơi rung, nói chuyện hơi nhỏ. Mình có tật xấu gì không chị? Điểm yếu của mình thì mình không biết chạy xe. À, không sao, có chàng trai lo rồi. Dạ. Bên đây người ta chế tạo xe còn được, đừng nói chi là chạy xe. Rồi, bây giờ mình cho nhà trai biết mình muốn tìm một người chồng lý tưởng thế nào nè Tú. Dạ, thì em muốn tìm được một người chồng chân thật. Chân thành hả? Dạ. À. Có cái đó chân thật là sở thích của anh luôn á em. Không lăng nhăng, không hút thuốc à? Không lăng nhăng, không hút thuốc. Dạ, coi như là mấy hút thuốc em có, nhưng mà nếu mà tiến tới hôn nhân chắc có thể em giảm được từ từ. Em có gia đình chưa vậy Tú? Dạ, em có một lần mà em bị đổ vỡ anh. Ừ, dạ. Chị có em bé chưa? Dạ không. Lấy nhau mấy năm thì đổ vỡ Tú? Dạ, lấy nhau 18 năm ạ. 18 năm mà chị không có con hả? Dạ. Bây giờ nhà trai, mình vợ con sao? Dạ, nói chung là hồi xưa em cũng có quen cô đó. Cũng sống, em cũng có dẫn gia đình em tới, nhưng mà bên đó nói là không chịu. Rồi cô đó có theo em ở là năm mấy, thì cũng cắt nhà, cắt cửa đồ, hai đứa cũng sống như vợ chồng. Có con không? Dạ không. Sau này cũng đi chùa, là Phật tử quy đồ này kia á chị. Rồi em thấy sao kỳ kỳ, cuối cùng đi chùa thì ít nhưng mà vô sòng tí sắc thì nhiều. Em bắt được 2 lần, em về nói với ông già vợ. Cuối cùng ông nói thì tụi bay làm gì làm. Nói ba nói vậy, nếu mà con gặp 1-2 lần nữa là con bỏ nhà con đi. Nhưng mà cái nhà đó là nhà của em cắt, còn đất thì của bên vợ cho. Rồi cuối cùng là em gặp lần thứ tư. Em nói là bữa đó em đi làm, cuối cùng em không đi làm, em đi chơi ra đó em gặp. Em quay rồi em chụp về em đưa cho ông già vợ coi. Em quay em lại nó ba lại em đi mà đi nó khóc. Nó khóc nhiều nữa, em ở đó lỡ đó càng khổ nhiều nữa, em không dám ở. Thôi xin chia sẻ với anh câu chuyện này ha. Ôi. Cũng không có gì ràng buộc mà cũng không có để lại cái hệ quả gì. Đúng rồi, thôi nói vậy để hai bên hiểu nhau thôi. Dạ. Còn cái chuyện nó không có duyên với nhau thôi đành phải chịu chứ. Đôi khi em nghĩ em thấy cũng buồn. Chào em gái. Dạ. Mỗi người cũng gian dở ha. Dạ. Mà cũng chưa có con. Như vậy thì cũng rất là dễ để ta kết hợp với nhau. Đúng rồi. Để chúng ta cùng nắm tay nhau đi suốt cuộc đời còn lại. Dạ. Em thấy được không? Em thì để hỏi em gái chứ. Để hỏi em gái hả? À em gái rồi, em gái đâu? Chào chị. Em gái coi nãy giờ nghe câu chuyện đó, em có ý kiến sao? Dạ, chào MC Quyền Linh với MC Ngọc Lan. Em là em gái của chị Tú. Chào anh. Dạ, chào anh. Theo như nãy giờ anh nói là anh
Chưa kết hôn lần nào luôn hả? Nói chung lúc trước sống thì có sống chung với người đó, nhưng mà cuối cùng là không có kết hôn, có pháp lực không có cách kết hôn. Anh nói vậy anh ở An Giang hả? An mà Giang, anh đi làm Châu Đốc, ở Châu Đốc. Trên đây anh ở trọ hả? Ở trọ trên đây. An Giang thì anh còn cha mẹ gì lớn không? Ba anh mất năm nay 5 năm, mẹ mới mất tháng 8 này tới. Vậy anh ở với ai? Ở dưới An Giang á là anh ở với ai á? À, ở nhà anh dưới giờ là có thằng em Út, nó lâu lâu nó chạy xe trên này nó về nó ở. Còn dạ. Anh lên trên này anh là thứ mấy trong gia đình? Thứ ba. Mà giờ không có ai lo cho ai nữa, giờ tự ai nấy lo đó. À. Anh có vợ là anh lo cho vợ. Chị em thì chị cũng đổ vỡ một lần. À. Chị cũng hiền lành lắm. Dạ. Mà giờ hai người cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Thì nếu được tìm hiểu cho nhau cơ hội gì thôi. À, dạ. Cảm ơn em. Cảm ơn em gái. Nhà trai mình đi với ai ạ? À? Dạ đi với bạn. Chào chú Linh với chị Ngọc Lan. Em thấy sao? Bây giờ theo dõi hai người có hợp nhau hay không? Thấy chị cũng được anh. Dạ, cảm ơn. Cố gắng tìm hiểu. Dạ. Anh trai có nhiều người bồ không? Dạ không. Ông hiền không? Cái cũng hiền. Ông hay gây lộn, quýnh lộn gì với ai không? Không, đó chưa thấy. Ông có nhậu không? Không. Nói chơi cho anh hỏi sơ sơ, nãy giờ em gái em cũng hỏi rồi. Bây giờ mình nghe mình cảm nhận thôi. Bây giờ là em muốn một mẫu hình lý tưởng, một người chồng của em trong mơ ước như thế nào? Dạ là không lăng nhăng, trung thủy, với không gia trưởng. Không gia trưởng. Không hút thuốc. Bên kia hút thuốc con chút thôi. Bỏ thì sẽ bỏ được ha. Còn anh thì sao? Cái mong muốn anh có một người vợ sắp tới như thế nào nè? Dạ, mong muốn của em là muốn có người vợ đó là biết lo làm ăn, biết phật thà. Ngoài ra em không đòi hỏi gì nữa trơn. Biết chỉ cha mẹ anh em đồ này kia, biết tội lỗi, đừng làm chuyện thất đức là được. Em mong muốn yêu cầu nói thật lòng là được. Ừ, ví dụ như đi đây là đi lần kia, nói lần kia chứ đi lần kia mà nói nọ là em không thích. Một là một, hai là hai, em thích là như vậy đó. Rồi, thôi, mở rào. Đó, bây giờ nãy giờ hai bên nói chuyện qua cái hàng rào tình yêu rồi. Bây giờ mình đối diện với nhau mình nói chuyện luôn. Dạ, chào anh. Có hai cái áo này. Dạ. Em tặng em. Dạ. Nhà gái tặng nhà trai gì vậy? Dạ, em tặng cái ví á. Một người tặng áo, một người tặng ví, rất là ý nghĩa luôn rồi. Rồi, về chỗ đi. Dạ, dạ. Cảm nhận em đầu tiên gặp anh là nghĩ như thế nào? Dạ, em thấy anh cũng được. Nói chung là em nãy em có đề xuất là vấn đề hút thuốc đó, anh sẽ nếu mà tiến tới thì anh sẽ, như bây giờ là một gói một ngày anh hút nửa gói thôi, từ từ giảm, chứ kêu cái thật sự mà bỏ được là anh bỏ không được. Dạ. Tại đôi khi công việc nó căng thẳng mình hút thuốc cũng tạo cái trí nhớ, đôi khi nó cũng đỡ lắm. Công việc cụ thể của anh là gì anh? Làm bảo trì cơ khí, hàng tiện cắt đồ này kia. Dạ, làm công ty hư đồ nó mình đi tới nói mình làm. Dạ. Rồi quan điểm về hôn nhân gia đình như thế nào nói cho nhau nghe đi. Anh thì sở thích anh nói chung là anh thích người thật thà, nói một hoặc hai hai vậy. Anh không sợ thì... mấy người nói dối. Anh chỉ mong em ok thôi. Anh chỉ mong vậy thôi, chứ ngoài ra anh không mong gì nữa hết. Bây giờ hai người chưa có con đó, nói nhau nghe đi. Sắp tới nếu mà đến với nhau được thì mình mong có con trai hay con gái gì đó. Theo ý anh thì trai gái gì cũng được, con là con rồi. Còn em thì em không có nghĩ vậy, sinh em bé nữa. Tại em nghĩ mình sinh bé ra thì mình phải có bổn phận trách nhiệm lo cho bé. À. Mà mình thấy mình cũng tuổi cũng lớn rồi. Mình chắc có không có thể nào sinh em bé ra rồi mình không lo cho nó cũng tội lắm. Đúng rồi, thì cái đó tùy thiết điểm bên vấn đề bên vợ thôi, chứ là đàn ông đâu sinh được đâu. Dạ. Yeah. Nhưng mà vậy đó, bây giờ vậy thì anh có đồng ý. Sao chịu vậy chứ sao giờ chị Lan? Dạ. Nói chung em cũng không đòi hỏi gì. Mình trao đổi với nhau vậy, bây giờ mình đến gần nhau chút xíu đi. Con trai, đứng lên. Đó. À, thì nắm tay bạn gái đi. À, không có, mình không có bắt tay đối tác đâu. Nè, mình nắm tay vậy. Đó. Yeah. Nắm tay bạn gái thấy sao? Thấy bạn gái rất hạnh diện. Rất hạnh diện hả? Yeah. Nói với sung sướng. Nói với bạn gái đi. Dạ. Yeah. Bạn gái kêu em nha. Nãy giờ nói chuyện thì thấy bạn gái hợp với mình không? Nói cho bạn gái biết đi. Được, thấy cũng nói chung thì cũng hợp tâm. Nói thôi em cho anh cơ hội gì đó. Anh hứa gì đi. Cho anh cơ hội để thứ bảy chủ nhật thì anh chạy về dưới anh thăm em, anh chạy về làm cho lại. Dạ. Yeah. Đó, thấy chưa? Cảm ơn em. Mình hát bài em tặng bạn gái. Tình yêu ơi, ngàn lần xin tha thứ, xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Ôi, anh phục quá nhiều. Anh làm em hụt hẫng thiệt luôn á. Anh mới gặp có chút xíu mà ngàn lần xin lỗi em. Cái xin lỗi trước hay gì á. Thôi được rồi, về chỗ đi. Thật ra chúng ta lớn rồi, chúng ta đủ để đưa ra quyết định cho riêng mình ha.
Chúng tôi cố gắng kết nối để hai người hiểu nhau trong cái khoảng thời gian có thể, rồi nãy giờ người nhà góp ý gì đó. Bây giờ nếu mình thích á thì mình cho cơ hội mình bấm luôn, còn mình không thích thì khỏi bấm để mất lòng nhau. Phải đưa ra quyết định chính xác nha. Yeah. Rồi, chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Bắt đầu từ ngày hôm nay, trước chứng kiến của khán giả truyền hình, của đại diện gia đình, mình đã hẹn hò với nhau rồi đó. Một nụ hôn đầu tiên. Em cho anh, em gái cho anh hôn chị em. Em thông cảm cho anh hôn gái nha. Gì đâu thông cảm. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào khán giả. Em tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thanh Trúc. Em thì đang làm nhân viên kinh doanh chi nhánh Viettel ở Gò Vấp. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, em 24 tuổi. 24 tuổi. Chúng ta sẽ gặp gỡ chàng trai ngày hôm nay. Mời bạn. Chào bạn. Chào, dâu sách quà dữ vậy. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là gì? Dạ, em tên Bình. Bình? Dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ, em 25 tuổi. Làm nghề gì? Dạ, em là kỹ thuật quyền quản lý của công ty in. Trời ơi, 25 tuổi sao nghe cái giọng giống như 55 tuổi vậy? Dạ, quê em Sóc Trăng nên cái này là bánh bía. À, bánh bía hả? Dạ. Ăn được không? Ăn liền nha. Rồi, bạn này có bánh bía nha. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Tiền Giang à. Đó, thấy chưa, tôi nhìn cái mặt này là biết mặt miền Tây luôn. Ôi, xưa giờ mình có mối tình nào chưa? Dạ, có một mối tình à. Chia tay bao lâu rồi? Em chia tay chắc cũng gần 2 năm rồi ạ. Suốt 2 năm nay là mình không quen ai hết. Dạ. Lý do tại sao? Chắc mất niềm tin đàn ông á chị. Không có tin ai. Bậy. Sao lại mất? Ai làm gì em mà em mất? Tại thấy trai không có chung thủy. Em rồi. Muốn trai chung thủy cơ. Quơ đũa cả nóng nha. Ai làm em mất lòng tin? Nói nghe coi. Dạ, thấy bạn bè, mọi người xung quanh đều vậy. Thấy có người yêu cũng tia tia cô này cô kia mà em ghen lắm. Em ghen chúa luôn. Chúa luôn? Ghen ghen sao? Ghen cỡ nào lắm? Thử coi bằng chị không? Em như người yêu em mà có em nuôi là em ghen à. Chị cũng vậy luôn. Cái gì mà nuôi mà không ăn? Trời, tôi ghét nhất cái gì mà nuôi á. Trời ơi trời. Em nuôi, anh nuôi, con nuôi, mệt. Nuôi gì con mình nuôi chưa xong mà nuôi con người ta, đúng không? Em mình tại sao không nuôi đi nuôi em ta, đúng không? Em còn chưa nuôi nữa. Đúng rồi. Đồng ý với em quan điểm đó. Giờ hỏi Bình em là người đàn ông có lăng nhăng hay không? Dạ, em không có vậy. Em thấy phụ nữ đẹp em có nhìn không? Dạ có nhìn đương nhiên. Có chớp chớp mắt không? Mỏi rồi phải mới chớp vậy. Có em nuôi không? Dạ không, em có em nuôi. Em đỡ có em nuôi gì chớp nha. Bình là tí quê lên thành phố bao nhiêu năm rồi? Dạ 13 năm rồi anh. 13 năm lên thành phố rồi. Dạ. Đầu tiên làm gì Bình? Dạ, hồi trước thì em lên thì cũng là làm in này đó anh. Lúc đó em 13 tuổi. Tức là 13 tuổi đã mưu sinh rồi. Dạ. Đến bây giờ 25 tuổi làm quản lý rồi hả? Tại vì hồi nhỏ thì gia đình mình cũng khó khăn. Nên càng lớn thì nói chung mình cũng phải biết tự lập cho bản thân mình đi. Anh chị ai cũng có gia đình hết. Bây giờ có đủ cơ sở vật chất để cưới vợ chưa? Dạ đủ anh. Đủ rồi, thấy chưa? 13 tuổi làm bây giờ đủ lấy vợ rồi nha. Nãy giờ nghe hết rồi gì? Dạ nghe. Giờ tới phiên mình, bạn có sở trường gì? Em thì em biết nấu ăn. Em cũng hay hát, em thích hát. Hát thử khúc đi. Em sẽ hát bài Tình Yêu Màu Nắng. Rồi. Gọi tên của anh là nắng, để em được làm mây trắng, bên anh quấn quýt mai chẳng rơi. Và khi gọi anh là mưa, chẳng thể gần lại được nữa, anh mang ấm áp đi xa. Trời ơi, hay quá trời luôn. Hay không quý vị? Quá ngọt ngào và nhẹ nhàng. Có cái gì điểm yếu không? Sở đoản không? Dạ, em yếu thì chắc cũng nhiều. Ví dụ? Ví dụ như em chạy xe yếu lắm chị, hay té lắm. Thôi đừng chạy, mai mốt có người chạy chở dạ, mình nên đi. Dạ, nên em tìm tài xế rồi chị. Đúng rồi. Nói thật sự đó, giờ lên thành phố có người yêu chưa? Dạ, hai người. Chia tay nhau mấy năm thì hết nhớ, hết nhung?
Dạ, chia tay nay được 2 năm anh. Bây giờ mình muốn tìm người phụ nữ cho mình như thế nào? Người nữ thì giỏi giang công việc này nọ, biết trên biết dưới với người lớn. Mình có đòi hỏi gì ở người bạn trai của mình không? Dạ, bạn trai của em thì ngoại hình thì phải cao khoảng 1m7 trở lên chị. Phải nam tính mạnh mẽ, có cơ bắp xíu. Trời, này cơ bắp dữ rồi nha. Không coi. Dạ, giống như đeo bắp trích không vậy đó. Trời đất ơi. Nhưng mà đừng có râu chị. Em đòi nam tính mà em lại muốn không có râu. Có ít thôi chị. Nhiều quá hơn. Nhìn không thấy cơ bắp là em mới sợ nhiều râu sợ gì. Vậy đó, qua cho tao nhìn coi có sợ không. Anh là nhiều râu sợ không? Dạ không. Để râu để cho nó ra dễ đàn ông. Để râu để biết đàn ông và đàn bà chứ. Không có râu nhìn nó kỳ lắm. Mới cạo sạch anh. Có râu mà cạo là được đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi còn gì nữa, yêu cầu gì nữa? Phải biết chiều em anh. Chiều? Dạ em hơi khó chiều xíu. Dễ mà. Chiều phụ nữ dễ lắm, còn gì nữa? Làm tài xế cho em là được rồi. Em chạy xe ẩu. Không được nha, không được chạy ẩu nha. Dạ. Phải an toàn nha. Khi tham gia giao thông phải đúng luật lệ ha. Không như mà dễ thương. Anh này cũng dễ thương lắm. Em với anh này mà quen nhau em quay ảnh như dế được. Anh thấy là như vậy dễ thương lắm. Em ha. Thích vậy anh. Thích vậy hả? Được đó nha. Dễ thương lắm. Bự hơn em chút. Cao trên 1m7 có cơ bắp. Chào chị Cát Tường. Thôi rồi con chi đâu mày ơi. Có còn lại trắng dư âm thôi. Nói chung là về nuôi một mớ cũng được. Cao nhiêu? Dạ 1m7 vậy. Đâu đứng lên coi. Có ăn vàng không? Không chị ơi. Mặt này ngộ ngộ ta. Rung nó đang rung á. Đừng có ghẹo ta, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Em nhìn hình thẳng chị Cát Tường nói chuyện rồi, đừng có rung. Cái này mình cải thiện bao lâu em? Tập thì nhanh thôi chị, chứ không có tập rồi. Giờ khoảng 3 tháng rồi. Tập rồi luôn rồi đó hả? Nhưng tại vì công việc nhiều quá, không có thời gian. Sao mà nó mong manh như lá lúa vậy? Chưa thấy bà Mai nào mà. Ủa? Sàm sở. Cũng phải kiểm tra chứ. Làm như mình rờ, nó tùm lum lá chứ ngột. Cười qua tôi rờ bả nè. Nguyên cái... Có yêu cầu gì bạn nữ không? Có cái chuẩn nào không? Em thì chắc không có cái chuẩn nào. Thì ngoại hình giống Diệp Lâm Anh được rồi chị. Quay lại mình đi nha. Quay lại mình đi. Hôm nay em đến đây với ai? Có người nào người thân đi theo ủng hộ mình không? Dạ em có mẹ em đi theo với em à. Có mẹ luôn hả? Mẹ đâu? Dạ chào cô. Cô thấy bạn Bình bên kia cái body sao cô? Cũng được được. Cũng được được. Cô đánh giá hai thằng này thằng nào được? Được hết. Được hết. Theo cô có yêu cầu gì ở con rể tương lai mình không? Biết làm ăn, biết lo cho gia đình. Dạ. Biết ông bà cha mẹ, biết lo cho vợ con là được rồi. Thì giờ nói gì với má vợ đi. Má vợ tương lai nói một câu đi. Nói bác làm sao đó, nói đi. Bác ơi con sẽ làm được điều đó. Nói được là phải làm được nha. Rồi mình có bạn bè gia đình gì đi theo không? Dạ có mẹ em với bạn em. À có mẹ nữa hay quá. Dạ chào cô. Nhà gái nhận xét bên đàn trai mình nhận xét đàn gái. Cô thấy sao cô? Dạ thấy cũng được. Dễ thương. Dạ. Nói gì với đó, nói gì đi. Dạ con chào bác à. Bữa nay sẵn có bên đàn gái cô nói gì tiếng bên đây cô. Mình đàn trai mình nói bằng đàn gái trước đi nói. Dạ chị cho hai đứa nó tìm hiểu để tương lai sau này hai đứa nó tiến tới được không chị? Tùy hai đứa. Rồi cảm ơn bên trai và bên đàn gái tương lai. Thôi bây giờ em thấy vậy nè anh Linh ơi. Hả? Em thấy là bây giờ hôm nay là đàn trai đàn gái có đủ hết trơn rồi. Mình cũng không cần mai mối gì nhiều. Rồi kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút để nói chuyện với nhau. Trời. 2 phút bắt đầu. Thằng bánh anh có quà tặng em. Dạ cảm ơn anh ạ. Đó đập sáng chăng. Nhìn thấy anh em có nghĩ là cái người trong mộng hay là lý tưởng gì đó của em chưa? Nhìn anh không có giống David Beckham. David Beckham là râu nhiều á. Nhưng mà David Beckham phiên bản không râu. Anh nè. Anh làm tài xế cho em được không? Được em. Anh thích chở ai sao? Tại vì cái yêu của anh sao mấy lâu nay đóng bụi dữ lắm. Biết cách quá ha. Khi mà người yêu anh giận anh làm gì thì anh ta hết giận. Nhưng mà không phải lỗi của anh thì sao? Tại vì trong cái cuộc cãi vã nào có một cái người đúng một người sai. Nếu mà em sai anh đúng thì cũng khó khăn lắm. Nên anh sai cho em đúng đi. Được đó anh.
Vậy là em có về Sóc Trăng chơi chưa? Em chưa về bao giờ anh. Lần chắc anh dắt em đi đi. Ok. Tết nha. Dạ. Sao? Tương lai sao? Tương lai sao? Nè mà em có chuẩn bị sắp kết hôn chưa? Dạ em cũng nôn lắm. Anh thì nay cũng lớn rồi, nhưng gia đình cũng hối thúc nhiều. Nhưng mà mình công việc mình nhiều đòi hỏi nên mình chưa nghĩ tới cái vấn đề đó nhiều. Nhưng mà khi gặp em thì khi suy nghĩ khi chuyển biến. Mới gặp chút chuyển biến liền ha. Rồi tìm đi, thích đánh rồi. Rồi giờ bạn nói một câu gì tỏ tình với bạn gái đi. Hay là đó hồi nãy bạn gái có hát rồi đó, bạn hát hò nhảy múa gì không? Có, em hát luôn. Khi em bước đến bao nhiêu muộn phiền trong anh biến tan, em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán than, chỉ càng em vui đối với anh vậy thôi. Hết giờ. Chúng ta chuẩn bị đồng ý hẹn hò hay không hẹn hò, bạn để tay vào nút bấm đi. Có 3 tiếng đếm để các bạn quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. 3 2 1 Hết thời gian. Em cảm nhận giọng hát tỏ tình của bạn trai như thế nào? Nó cũng hơi cũng thấm lắm chị. Thấm hả? Chị cũng thấy thấm nữa. Cặp đôi này không có sợ thất nghiệp, không có sợ nghèo đâu. Ai hát cũng hay hết. Không mà hai người hợp lắm á. Nắm tay thì thấy cảm nhận lần đầu tiên thế nào? Ông này ông đó 1m7, ông ăn gian chắc luôn nè. Không, cũng 1m7 đó. Nắm tay thì trời ơi, nắm rồi hả? Đẹ lắm. Thấm mà nắm chặt luôn. Nó làm liền. Hả? Hốt liền vậy hả? Yeah. Chúc các bạn sẽ có một cái thời gian lãng mạn bên nhau, tìm hiểu. Mời em Nam. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân cũng như bạn nữ bên kia. Cũng như, cũng như các bạn đang ở trong khán giả ở trong trường quay. Thì tên em là Phạm Duy Nghĩa. Năm nay em 29 tuổi, quê gốc ở Hà Nội nhưng mà em sinh ra ở đây. Hiện tại là em đang là làm biên tạp viên và là phóng viên ảnh cho tạp chí một tạp chí ạ. À, phóng viên ảnh ha. Dạ. Rồi, mời nhà gái. Dạ con chào cô Hồng Vân. Con chào chú Quyền Linh. Chào con. Dạ em chào anh trai kế bên. Và xin chào tất cả quý vị khán giả. Con xin tự giới thiệu, con là Nguyễn Thị Ngọc Trâm. Con sinh năm 95 là con tuổi Hợi. Quê con là ở Bình Thuận. Nhưng mà con đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ở quận Tân Phú. Con làm cái gì vậy? Dạ công việc của con là nhân viên hành chính nhân sự cho một công ty về lĩnh vực cơ khí ở quận 6. Vậy hả? Dạ. À tức là con làm việc ở quận mấy? Dạ quận 6, quận 6 nhưng mà con ở thì... Tân Phú. Ở Tân Phú. Dạ. Ừ. Rồi, bạn nam bên kia nghe rõ bên bạn nữ bên đây không ạ? À? Dạ rất là rõ ạ. Giọng nói rất là đáng yêu đúng không? Dạ đáng yêu quá. Ừ. Dạ, bây giờ nghe tiếp. Bây giờ nghe tiếp nè. Nghe là thích rồi ạ. Ừ, sẵn đài vậy mình nói luôn về cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi con. Thì ưu điểm của con là con sống có con biết quan tâm tới mọi người xung quanh, con yêu thương mọi người, con coi trọng cái gia đình và con rất là nói chung là con trang hòa với mọi người, con nói chuyện cũng dễ gần, dễ tiếp xúc với người khác. Còn cái khuyết điểm của con thì con cảm thấy là ngoại hình của con thì cũng chưa có thực sự là ok, chưa bắt mắt lắm. Ok mà, cô thấy ok mà, yên tâm. Tại vì hồi nhỏ giờ con thấy con tự ti lắm, nên là từ nhỏ tới lớn là con chưa có yêu ai hết trơn. Con nghĩ chắc người ta chê con không có xinh lắm, sao không có ai ưng con hết trơn. Trời ơi, làm gì tự ti vậy con? Từ nhỏ tới lớn, bà mới có chút xíu, bà sao từ nhỏ tới lớn. Con, ủa là con chưa có mối tình nào luôn hả? Dạ, từ nhỏ tới giờ là con chỉ có lo đi học thôi, rồi ra trường là con đi làm. Tại vì má dặn là nhỏ thì lo đi học đi, rồi lớn ra trường đi làm, ổn định sự nghiệp đã, rồi muốn yêu ai đó yêu. Và cái quan niệm của con cũng là như vậy luôn. Tức là bản thân mình chưa có thực sự ok, chưa có đủ cái chín chắn và mình chưa đủ cái sự trưởng thành, thì mình nên lo những cái về công việc trước. Nhưng mà con mới 25 mà đúng không? Đâu có cái gì đâu mà gấp gáp. Trời ơi trẻ măng lắm mà. Lý lịch trích ngang của nhà gái tôi đến đây là hết luôn cả phần tình yêu nha. Rồi khỏe đây á. Thằng trai nghe thấy hay rồi đó ha. Dạ, nghe rồi thấy từ xưa chưa biết yêu luôn á. Dạ. Bây giờ em phải nói thế mạnh và điểm yếu của em cho đàn gái nghe. Có bà mối qua tới hàng rào. Em nói trước thế mạnh với lại sở thích của em luôn rồi, nha. Rồi ok. Dạ. Điểm mạnh của em thì em tự nhận mình là một người sống rất là đơn giản, không cầu kỳ và giản dị.
Nhưng mà có một cái điều em rất là khó tính. Đó là tại vì em đã từng trải qua 3 năm ở trong quân ngũ rồi. Là em là từng là đi lính công an. Thì em rất là đề cao cái sự đúng giờ. Mà đúng giờ đến mức là gọi là cực đoan luôn. Dạ. Kiểu như là đã 5 giờ sáng thì là phải gõ kẹn là dậy, rồi tập thể dục. Với lại em là được giao cái chức là quét dọn nhà cửa trực sinh á anh. Trời, chức dữ vậy. Dạ. Quét dọn nhà cửa hay là lau chùi bồn cầu toilet gì là em làm hết. Đó. Thì đó, rồi 11 giờ thì ăn cơm. Rồi 4 giờ 5 giờ chiều thì tập thể dục. Rồi 9 giờ phải đi ngủ. Rồi. Đó. Vậy là quen với cái giờ đó rồi đúng không? Dạ đúng, bây giờ nó giống như là đồng hồ sinh học luôn rồi. Anh hiểu dạ. Rồi. Nhưng với phụ nữ, với người đẹp đó em thì cái giờ đó không được đâu. Dạ em rất là hiểu điều đó cho nên đối với em khó với bản thân thôi, nhưng mà đối với người ta thì em rất là dễ. Vậy dạ. Được. Dạ. Hay được. Dạ. Đôi khi là anh phải chờ có người đẹp đứng kế bên kia, anh phải chờ lâu lắm luôn á. Dạ đúng rồi, nhất là trong mấy cái vụ shopping hay cái gì đó. Vui, mình hạnh phúc dạ, đúng. Bởi vì người ta đẹp, người ta có dạ, chị à. Ừ. Dạ. Anh Linh nãy giờ anh cứ nói ngầm ngầm mà em đâu có hiểu đúng không? Anh chửi chị nãy giờ đó. À, trời. Anh liếc anh chửi chị nãy giờ mà em đâu có hiểu đâu đúng không? Ủa đâu có ai chửi ai đâu. Dạ. Ông chờ tôi cái gì? Rồi tôi chờ ông ra làm sao? Bây giờ cuộc đời này chờ qua chờ lại đi cho nó vui. Mắc cười ghê đời, luôn. Chờ đợi là hạnh phúc mà chị. Dạ. Hẹn hò, đợi chờ là một hạnh phúc mà. Dạ kể đúng. Dạ. Với người ta đẹp ta có quyền đó em. Em. Dạ. Chị hỏi nè. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ. Về mối tình ấy thì em chỉ có một mối tình đơn phương từ cấp 2 đến giờ. Ừ. Còn qua đến những năm đại học rồi đi, sau này đi làm thì cũng chỉ như là thoáng qua thôi. Thoáng qua tại thôi. Tại vì mình cũng chỉ tập trung cho việc học rồi là đi làm. Rồi gọi là... coi như cũng có tình yêu luôn. Dạ. Còn như... có nghĩa là lý lịch trích ngang về tình yêu của hai bạn luôn. Đều trong sạch. Đúng có rồi. Là trong sạch. Đúng rồi. Dạ. Trinh nguyên, tinh khôi. Dạ, lý lịch sạch đấy ạ. Đúng rồi, đó. Nếu nói thêm còn đầy bụi phấn nha con nha. Ừ. Dạ. Dạ. Cưng năm nay có nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 29 ạ. 29, bạn này 25. Hơn 4 tuổi cũng được á con. Dạ, ảnh chín chắn tuổi, con, chỉ có điều con. Là ảnh rất là nguyên tắc đó. Dạ, nguyên tắc ngủ không, là không, đúng không, 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 không. Anh nghiêm với bản thân anh thôi mà. Em nghiêm với bản thân thôi ạ. À. Ừ, dạ. Vậy là tốt đó. Thì có sao đâu, bây giờ nè hai đứa cứ gọi là về thỏa thuận với nhau về vấn đề giờ giấc. Vấn đề đúng giờ là cực kỳ hay, cái đó chị nói nghiêm túc. Vì phụ nữ là thường hay chảnh mạng, giống như ông Linh ông mới nói chị hồi nãy đó. Thì chị cũng thấy đó là điểm yếu của mình. Cho nên nếu mà hai đứa tìm được tiếng nói chung mà vấn đề giờ giấc mà nó săn xếp nhau thì đâu quá tốt đúng không con? Đâu vấn đề gì đâu. Đi ngủ 9 giờ hay 6 giờ tối hay là 12 giờ khuya, nếu cả hai vợ chồng cùng ngủ thì tốt thôi mà. Đúng rồi. Đúng không nè? Người ngủ trước ngủ sau cũng có sao đâu. Ai mệt ngủ trước. Ngủ chung mới vui anh. Cái này ngủ chung giờ ngủ chung lấy gì vui? Ngủ rồi lấy gì vui? Sao dạ. Sao con? Thức dạ, chung mới con, vui con chứ. Con nghe anh nói về cái vấn đề giờ giấc là con cũng thấy thích á, tại vì cái nguyên tắc con sống là con cũng kỷ luật. Là đi làm về tối về là dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, ăn uống xong xuôi hết là 10 giờ là con sẽ ngủ. Ví dụ như bữa nào con trằn trọc về công việc hay gì kia thì con cỡ tầm 10 giờ rưỡi 11 giờ không bao giờ con ngủ khuya. Bây giờ người ta nói là ngủ khuya quá là bị stress nhiều và dạ, sẽ rồi. Bị mập ra giống như chị. Tôi mập không phải là tôi ăn nhiều đâu Linh nè, tại vì tôi hay ngủ khuya đó. Tôi nói cho Linh biết, Linh đừng có cười. Đi ra đây biểu coi. Đi ra đây. Có hỏi han gì nhà gái tôi nữa không nè, để giờ nói về cái gọi là gì, cái gu của hai bên nè. Để qua coi coi nhà đây. Gái coi sao. Đáng yêu. Dạ con chào chú. Chào con. Thôi cao rồi nha. Đó, người dày thon thả đẹp gái dày mà biểu là tự ti về dáng vóc là sao con rồi nghe về. Tôi nói phụ nữ không có phụ nữ nào xấu cả. Chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp thôi. Mình làm đẹp giờ dễ mà con, đủ thứ cách làm đẹp hết mà đừng có lo điều đó chứ. Không ai xấu hết trơn á, không? Chú đó xấu quắc luôn mà chú còn mặc đồ, chú còn tút tút lên chú còn được. Không, không có chú, cái này là ví dụ như mà ai xấu cái người ta đi phẫu thuật thẩm mỹ mà con nghèo quá, con đâu có tiền đâu. Bây giờ là con làm gì bây giờ phải là như con thì con muốn thẩm mỹ cái gì con nói con nghe coi. Giờ như con vậy là con muốn thẩm mỹ cái gì? Ở cô dân có thẩm mỹ chút thôi chứ. Cô dân. Tôi thẩm mỹ chỗ nào tôi quánh đâu bây giờ nha. Ông nói tôi nghe coi. Chỗ nào chỉ? Phải đi chỉ liền, chút. Tức quá mọi người cho Vân một phút thôi, chỉ liền. Phải đi chỗ nào? Đi giảm cân chút á. Giảm cân thì đúng. À, giảm cân mà không giảm được. Được. Thẩm mỹ viện bó tay. Có. Bữa Linh đi hút rồi. Hả? Linh đó hả? À, xạo. Có. Có không? Có hút rồi. Ôi Vân dám hút đau lắm. Bữa hút 5 ký thịt á. Ôi mệt quá. Nè bé, dạ. Con nói đi, con nói cái mẫu hình lý tưởng của con muốn.
À, con thích bạn trai là chững chạc, trầm tính, ổn định. Một người sống biết quan tâm tới mọi người, có đạo đức. Và đặc biệt là coi trọng gia đình, coi trọng đối phương. Khi mà yêu là phải có sự chân thành, không có dối gạt đối phương của mình. Hình dáng sao nè? Hình dáng thì... Đẹp trai giống ai nè? Con thì con không có cần bạn trai phải đẹp trai lắm đâu. Nói chung là nhìn khuôn mặt sáng sủa gọn gàng. Tóc tai thì đừng có hối quá, con cũng không có ý gì đó chú, mà tóc như chú là được rồi. Con không có kiểu như hối mà hối hối quá luôn á chú, là không có tóc luôn á là con không thích. Chú mới cấy á con. Dạ. Không, chú cũng hối dữ lắm luôn. Chiều cao thì cao hơn con một xíu là được, con cỡ 1m58 thôi, tại nhìn con ốm nên nó gọn thôi. Con 1m58 phải không? Dạ. Rồi. Rồi không có quá ốm, nói chung là người vừa vặn ok là được. Ốm không lo, bí quyết hồi xưa của dân cũng ốm vậy đó. Hồi xưa cô dân cũng ốm. Thôi yên tâm đi, con cứ ngủ 10 giờ tối là ok giờ. Đừng có thức khuya là được rồi. Thức khuya 12 cô là đấy. Cái bản tính, cái là cái tính chất nghề nghiệp của cô là buộc lòng phải thức, cô thức khuya. Cô thức tới 2-3 giờ khuya không hả con? Thành ra cô bị stress nhiều quá, cô mập thôi chứ không gì đó. Dạ. Cô thức khuya cái cô hay ăn đánh nhiều đi, lắm. Đánh đi, hỏi bên kia đi. Làm như mình ốm lắm vậy đó. Nghe bạn nói dễ thương không? Dạ. Đấy, mong muốn bên đó đàn trai đáp ứng khoảng bao nhiêu phần trăm? Em thấy là cái bạn nữ cái yêu cầu là cao trung bình thôi, thì em với chiều cao 1m63 em tự tin là đạt được. Rồi, ok rồi, ok. Bên đây 1m58 nha. Và thì nãy như nói là em ngoài những cái ưu điểm là đúng giờ ra thì em cũng là một người rất là quan tâm đến gia đình. Tại vì em bố là một người rất là yêu điện ảnh. Mà anh chắc anh biết cái phim Godfather bố già đúng không ạ? Rồi. Dạ. Yeah. Thì trong đó có một câu nói rất là nổi tiếng, đó là một người đàn ông mà không dành thời gian cho gia đình thì đó không phải là một người đàn ông đích thực. Đó, thì em luôn lấy đó là phương châm sống cho mình. Phải dành thời gian cho gia đình đúng dạ, không? Đúng. Đúng rồi. Câu này được. Và cũng như là như hồi nãy em nói là em từng sống trong ngũ rồi, cho nên những cái việc như là nấu ăn thì cơ bản, với lại giặt giũ hay là chuyện nhỏ. Dạ, đúng, chuyện nhỏ. Dạ. Anh cũng đi nhà toilet rồi dọn dạ, nhà hốt rác hoài. Những cái chuyện đó thương. Em không hề ngại. Ừ, chuyện đó bình dạ. thường, chuyện hàng ngày mà. Nhưng mà cái nãy cô nói gì không thích thôi hói gì đó. Đầu em hơi hói tí. Nói chung là tóc em hơi ít tí. Không biết bạn nữ có chịu không ạ? Không sao đâu, yên tâm dạ, đã dạ. có massage rồi, yên tâm. Lên, bây giờ hỏi bên đó cái hình ảnh lý tưởng của bạn bên đó là mẫu như thế nào? Mẫu hình lý tưởng của em sao? Dạ thì mẫu hình lý tưởng của em thì xinh xắn, dễ thương. Thì như những bạn nam khác thì cũng muốn như vậy thôi. Vậy thôi đúng không? Nhưng mà có hai cái điều em cần nhất. Đó là thì như em nghe bên bạn nữ nói là một trong hai điều đã đạt được, đó là quan tâm đến gia đình rồi. Nhưng mà điều thứ hai em cần nữa đó là phải cực kỳ quan tâm đến sức khỏe của mình. Tại vì có bạn em hay nói ấy, khi mà người ta có sức khỏe thì người ta rất mong muốn rất nhiều thứ. Nhưng mà khi người ta lại không khỏe rồi thì người ta chỉ mong ước một điều, đó là có sức khỏe đúng thôi. Đúng rồi, đó. Anh giờ cũng vậy dạ. đó. Anh giờ chỉ mong muốn điều nè, thôi. Em không cần là bạn tập gym hay là cái gì đó. Không được, bạn khoan tập gym thôi. Từ từ, tập gym là người ngồi kế bên thôi. Không, bạn từ từ tập gym đi. Chú cứ kẹo cô hoài. Làm như cái thú vui cuộc đời của ổng vậy. Tôi mà có đi tập thì ông cũng phải ráng đi tập theo tôi. Chứ ông cũng có hơn gì tôi đâu ha. Cũng không, nhưng mà nhìn ngày nào mà chú nhìn cà cô khịa. Cũng phùng danh phúc hậu mà đâu có phải đẹp đâu, mà ai nói đâu. Dạ. Chú ngày nào cũng cà khịa cô dân chú ngủ cũng được. Vậy đó, kiểu vậy đó. Nói chung là không sao, giữa cô chú thì cà khịa nhau hàng ngày mà. Nhiều khi chú vô đây cổ không dám la, chứ vô kia mắng chú nó nước mắt rơi lạ chả luôn con. Trời sao chú yếu đuối quá vậy? Chú yếu đuối lắm. Trời ơi, chú là vũ nữ mà. Chú vũ nữ tùm lum hết con. Dạ. Nói chung là chú cũng gọi là yếu đuối, còn nhiều khi mình cảm giác mình còn yếu đuối hơn phụ nữ. Chú cũng dễ khóc. Cô dân la chú ngồi khóc à. Thôi đừng có đổ tiếng quan cho tôi. Cưng ơi. Dạ. Cưng muốn cái người phụ nữ của mình xinh xắn giống như ai nào? Có hình mẫu lý tưởng gì không? Dạ, hình mẫu lý tưởng của em thì cũng không biết phải nói sao. Em chỉ biết là ngày xưa em rất là thích phim Hoàng Châu Cách Cách, nên chắc hình mẫu chắc giống như Triệu Vy. Dạ. Tiểu lý tưởng. Nhưng mà thế thì em nghĩ thế chắc hơi cao. Cao quá. Dạ, cao, quá. Cao quá. Cao quá. Tức là phải mắt to ư? Triệu đô đi. Không Triệu Vy được, Triệu đô được không? Cưng thích người phụ nữ mắt to à, hay sao mà thích như Triệu Vy? Dạ, hay là thích tính cách giống như cô Triệu Vy thôi? Dạ, nói chung là nói thích diễn viên vậy thôi, nhưng mà em cũng mong muốn là bạn nữ bên kia thì mang những nét đẹp của người phụ nữ áo đông. Thì nhuộm tóc cũng được, mà tóc đen thì càng tốt.
Em tóc đen nè. Thế là tốt quá rồi ạ. Tốt quá rồi ha. Bây giờ hôm nay gia đình đi. Em gái đi với ai? Dạ con cũng chia sẻ luôn là hôm nay là nhà con có đám cưới của anh trai con. Trời ơi. Nhưng mà vì cái duyên đến đây là em vì anh trai cho nên là em lỡ hết một ngày hôm nay. Là con chỉ đi với lại bạn của con là hai đứa bạn thân với lại chị đồng nghiệp. Rồi nhanh nhanh về đi rủ bạn trai đám cưới luôn nha con. Đúng rồi, đi về đám cưới luôn. Nếu mà hôm nay mà em trễ xe về là anh chở em về luôn đó nha. Đó nha, đó, về đám cưới luôn nha. Thôi, em gái, em xem thế nào. Dạ, con xin chào chú Hường Linh và chào cô Hồng Vân. Dạ, xin chào bên đàn trai ạ. Thì nãy giờ theo như là con thấy thì trước tiên thì con xin nhận xét về bạn Trâm thì Trâm rất là một người rất là tốt bụng, vui vẻ và hòa đồng với bạn bè, mọi người xung quanh. Thì theo như tiêu chuẩn của Trâm thì anh trai ở đây rất là khá là phù hợp rồi. Tại vì Trâm rất thích là những người mà đi làm việc trong nhà nước. Dạ. Thì nếu được thì mong hai bên sẽ cho nhau cơ hội. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, ok. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với bạn thân từ hồi nhỏ. Thân từ nhỏ luôn hả? Dạ. Xin chào anh Nguyễn Linh với chị Hồng Vân. Em chào anh. Mình xin nhận xét về bạn. Bạn có một cái giọng nói rất là đáng yêu. Hoàng Châu Cách Cách đúng không? Giọng nói của Hoàng Châu Cách Cách rất là ngọt. Và những gì mà bạn yêu cầu với hình mẫu bạn trai lý tưởng á, là mình là bạn của Nghĩa cũng đã hơn 10 năm rồi. Dạ. Thì bạn Tả giống như là bạn Tả bạn Nghĩa luôn rồi đó. Thì Duyên đã đem hai bạn tới chương trình này rồi. Thì mình có thể cùng nhau đi thêm một chút nữa để xem mình có hợp với nhau hay không. Mà hy vọng là hai bạn sẽ hợp với nhau, mình nhận xét là như vậy. Trời hay quá. Tức bạn là thân. ông biết sao không? Tụi nó có duyên rồi. Bây giờ là thiếu nợ thôi. Đúng rồi. Ông coi mấy giờ cho bên tôi mượn chừng 10 triệu đi, cho nó có nợ luôn đi. Ông ấy cho đi đại diện. Trăm luôn, 100 triệu luôn. Rồi vậy đi ha con ha, mình mượn nợ đi. Rồi giờ kéo rào lên kéo xong. Kéo rào luôn đi. Rồi, mượn cho nó có nợ luôn. Mở rào. Quay đi. Xoay đâu không con? Dạ, em chào anh. Dạ, anh có món quà tặng em. Dạ, dạ, em cảm ơn. Em cũng có một món quà tặng anh. Sao tặng bông hồng xanh vậy Nghĩa? Dạ, tí nữa em sẽ giải thích ạ. Ừ, giải thích luôn đi. Hai đứa cùng giải thích luôn đi nè. Dạ. Nhận quà nhau rồi giải thích luôn. Dạ, theo quan niệm của nước ngoài ấy, thì màu hoa hồng xanh ấy là đại diện cho sự yên bình và sự vĩnh cửu. Thì đây cũng như, giống như là nó đại diện cho một cái tình bạn, trước hết là tình bạn và cũng như là sau này là tình yêu, nó cũng trường tồn với vĩnh cửu, như vậy. Bông hoa như thế này. Rồi nhận đi con. Em để đây nha. Em tặng anh một cái túi đeo thời trang để khi mà anh đi chơi á là anh đeo cái túi này, mình có thể để điện thoại hoặc là các giấy tờ tùy thân của mình trong đó. Rồi, cảm ơn em nhiều. Rồi cất quà đi Nghĩa. Dạ. Rồi hai đứa ngồi nói cái cảm nhận về nhau đi. Mở rào ra thấy thì sao? Có giống như là mình tưởng tượng không? Dạ bạn, em nói trước ạ. Thì em cảm thấy bạn nữ là rất là một người rất là dịu dàng, nhẹ nhàng. Dạ em cảm ơn. Anh không biết là em có thích chụp ảnh không ạ? Dạ em thích chụp ảnh mà trước giờ không có ai đi theo chụp. Tại vì ngoài nghề chính của anh ra thì anh cũng là một người rất là đam mê nhiếp ảnh. Dạ. Thì được thì hãy làm mẫu ảnh cho anh. Về đội của anh. Dạ. Về đội của anh. Dạ. Thì ngoài cái sở thích nhiếp ảnh thì anh cũng rất là thích nuôi động vật. Và dạ. Một trong những cái điểm yếu của anh là rất là sợ những thứ dễ thương. Nói chung mình đang nóng như thế nào tự nhiên gặp một chú chó con thì chú mèo con là mềm nhũn hết. Vậy là cái điểm đó em cũng thấy giống em rồi. Tại em cũng thích động vật lắm, đặc biệt là chó mèo á. Dạ. Em thích lắm. Nhà ở quê thì em có nuôi chó, nuôi mèo. Nhưng mà ở trong này thì không có được phép nuôi. Nếu mà mai mốt ví dụ như em về nhà anh thì anh cho em nuôi nha. Thì nhà anh cũng đang nuôi một con cún em. Dạ. Dạ. Nói tiền tình yêu đi. Thì ta tự này hồi qua nãy ta nói em qua cái có, kia. Em có nghe anh chia sẻ là lúc trước mình có tham gia vào quân đội hả anh? Lúc trước là mình đi công an chứ không phải là quân đội. À dạ. Tại vì công an đi có 2 năm thôi, còn mình đi tới 3 năm lận. Dạ. Thì nhà em thì cũng có truyền thống về gia đình cách mạng á. Nên là em thấy cái điểm đó thì em cũng thích. Dạ. Hẹn hò sao nè, hai đứa hẹn hò sao? Anh hiện tại là đang ở đâu ạ? Anh thì ở quận Tân Phú.
Em cũng ở Tân Phú luôn, anh ở đường nào vậy anh? Thổ địa rồi. Dạ. Anh ở đường nào? Anh ở ngay gần Eon Môn ấy. Đi bộ à? Ngày nào bên bờ bao Tân Thắng hả anh? Đúng rồi em. Ngày nào hầu như sáng nào nào cũng 5 giờ dậy là chạy vòng vòng mấy quanh đó cho nó đủ mấy km rồi về vậy đi làm. Vậy bữa nào anh chạy vòng vòng anh chạy tới anh gọi em dậy để em đi làm. Rồi anh sẽ rủ em. Nếu em dậy sớm được. Dạ. Có câu hỏi nào muốn hỏi em không? Thì em gia đình em ba mấy người? Gia đình em thì có 6 anh chị em. Em là con út. Thì hiện tại chỉ còn má của em thôi, ba em cũng mất cách đây cũng 5-6 năm rồi. Thì về điểm đó cũng giống anh, tại vì anh cũng là người mất ba sớm. Hiện tại thì đang sống với lại mẹ và em trai anh. Là mình sống ở đâu anh? Anh nhà, vừa nãy nói là nhà anh ngay gần em không nhớ. Dạ. Ý là sống chung với mẹ với em luôn. Dạ, đúng đó à. Phải không? Em trai của anh hả? Em trai anh. Dạ. Thì nãy là anh Quyền Linh nói anh là điểm mạnh, điểm yếu. Thì anh đã nói về điểm mạnh với cũng như là sở thích của anh rồi. Nhưng mà anh chưa có nói điểm yếu của anh. Thì em có muốn nghe điểm yếu của anh không? Dạ anh. Tại cứ vì nói. Điểm yếu của anh rất là nhiều. Anh cứ nói đi, em nghe, em sẵn sàng lắng nghe. Điểm yếu chí mạng đầu tiên nhất của anh ấy, đó là sợ gián. Sợ gián. Nó có một cái gắn liền với một câu chuyện như thế này. Một cái đó là một câu chuyện buồn. Thì đó là vào một năm 2011. Thì trong lúc đang tắm. Thì lúc đó là nhà anh là chưa có xây xong. Thì phải ở một cái ngôi nhà gần đó để mà chờ trong cái quá trình thi công đấy. Dạ. Thì mà khổ cái ngôi nhà đó thì nó cái cống nó hơi sập sệ tí cho nên gián nó lên rất nhiều. Thì đang tắm thì con gián nó bay vô người thì coi như là tông cửa chạy ra luôn. À, coi như là lúc đó là không còn gì để mất mà cũng mất luôn những gì đang có. Là tại vì cái sự cố đó mà anh sợ gián luôn hả anh? Không, sợ gián từ nhỏ em. Dạ. Anh yên tâm đi, em có sợ gián, em mà thấy gián em sẽ đập nó luôn. Giết dùm anh cái. Dạ. Với lại điểm yếu của anh thứ hai là anh khá là dễ bị xúc động trước một số thứ. Thì có anh cũng có thể liệt kê một số ví dụ như là nhiều thứ cũng làm anh cũng dễ xúc động lắm. Ví dụ như là một tập của chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Yeah. Hay như là một tựa, anh chơi một tựa game nhưng mà ở đó là tựa game đó là do một người bố làm về đứa con trai bị ung thư. Yeah. Trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời. Giống như một câu chuyện của để lại. Rồi hoặc là bản thân anh là một người làm báo cho nên có những câu chuyện buổi sáng đọc những cái mảnh đời mà mình vô tình đọc được ấy thì nhiều khi đọc xong thấy cái khóe mắt mình đó, lúc nào cay lúc nào chả hay luôn. Tức là ý là em hay xúc động và hay rơi nước mắt với những cái hoàn cảnh như vậy đúng không? Những cái câu chuyện mà nhân văn ấy, mang tính cái đó tốt mà, cái đó đâu phải là điểm yếu. Cái người đàn ông ngồi sau lưng em khóc còn nhiều hơn em nữa. Anh ấy khóc rất nhiều. Thật ra là em cũng thấy anh có nhiều cái điểm tương đồng với em. Em là em thấy cái gì mà xúc cảm á là em cũng khóc nữa. Ví dụ như có nhiều khi em coi những cái bộ phim mà cảm động em cũng nằm em khóc một mình. Hồi nhỏ là cái đó là tức là em khóc mà em sợ người ta nói là ủa cái chuyện đó đâu có gì đâu mà mình lại khóc. Nhưng mà em không hiểu sao tự nhiên cái nước mắt em nó khóc nó chảy vậy đó. Nãy giờ anh nghe hai đứa nói anh muốn khóc luôn á. Nhưng mà em cứ yên tâm là do là đã có quá trình công tác trong quân ngũ rồi cho nên những thứ nào đó mà nó đe dọa em là anh sẽ bảo vệ hết. Em cứ yên tâm. Thì đó thì em ngon á, em viết dán giùm nó đi. Em vượt lên trên. Trời ơi. Đàn ông bảo vệ phụ nữ mà con gián không bảo vệ được. Cái này nó có gọi là một cái sự bù trừ á chú. Giống như là anh sợ gián thì con không sợ gián, con sẽ đập gián giùm anh. Thôi được rồi. Dạ. Bây giờ nè, hai đứa bàn thôi. Ví dụ như tiến tới hôn nhân thì mình ở đâu, mình phát triển kinh tế thì sao, rồi quan điểm về con trai con gái thế nào ha, rồi tiền bạc ai giữ. Với em thì em rất đơn giản thôi. Hầu như là những người bạn mà quen em từ trước đến giờ thì đều là biết là em đi làm là có bao nhiêu là đưa cho nhà hết. Nhiều khi là tháng anh cũng chi tiêu rất là không phải nói là tiết kiệm hay tằn tiện gì. Nhưng mà anh thấy chi tiêu khoảng 400-500 nghìn là đủ rồi. Anh không cần điều gì khác. Tại vì anh là không cờ bạc không có, rượu chè cũng không, gái gú lại càng không nữa, thuốc lá cũng không luôn. Nên mình đỡ được mấy cái đó nên nó không có tốn kém bao nhiêu. Thì có mỗi cái là tiền đầu tư vô mấy ảnh này nọ thì nó hơi, cái bộ môn đó thì nó hơi tốn kém một tí. Dạ. Nên mong nếu em sau này em thấy thì cũng mong em thông cảm một phần. Dạ. Tiền nó còn cái tốn này không thì mấy anh yên tâm đi, em nghĩ là em quản lý tài chính tốt á. Dạ.
nhưng mà không có đến mức gọi là tính toán quá đâu em. Ví dụ như mỗi người đều có một cái khoản chi riêng thì em sẽ cho anh một cái khoản nào đó, rồi anh có chi cái gì thì anh cứ nói với em, chứ em không có quá chi li về cái vấn đề tài chính. Anh cũng đồng ý, tại vì những có những vấn đề gì ấy, thì mình nên là có sự đồng thuận từ cả hai phía thì nó sẽ hay hơn. Rồi con cái sao, quan điểm con trai con gái sanh mấy đứa? Con em thì rất là thích có con gái, cho nên nhưng mà thôi, trời kêu ai nấy dạ thì con trai con gái cũng được. Dạ, dạ em cũng nghĩ là con cái là do cái duyên ông trời cho mình sao thì mình nhận như vậy thôi. Mấy đứa? Anh thích mấy đứa? Dạ thì tùy vào hoàn cảnh lúc đó. Dạ. Thường thì em thích con gái rượu, con gái độc nhất, cưng cho nó dễ. Dạ. Không nên hai đứa, chứ một đứa nó buồn á. Nó phải có chị em nó chơi với nhau. Anh cũng muốn hỏi thêm em một cái nữa, thì ngoài cái vụ chuyện mà chụp ảnh này nọ ấy, thì em có thích đi du lịch không? Dạ thích. Tại vì anh hiện tại anh làm ở công việc này, anh cũng được hay được đi đây đi đó. Và từ cái kể từ hồi mà anh có được cái chiếc máy ảnh đầu tiên của mình đến giờ là anh cũng xác định là sau này anh cũng muốn làm một travel blogger du lịch, để mình đi có thể phóng tầm mắt ra ngoài thế giới và học hỏi những điều mới và kể lại những câu chuyện đó cho tất cả, chia sẻ cho tất cả mọi người. Thì em có muốn tham gia với anh vào điều đó không? Nếu sau này anh làm, nếu anh rủ em thì em sẵn sàng tham gia thôi, không có gì ngại hay hết. Hay quá. Rồi bây giờ nè, Nghĩa đứng lên ha. Em tới nắm tay bạn gái đứng lên, hát tặng bạn gái một vài hát nào đó tình cảm coi. Nắm tay bạn gái. Dạ thôi em cứ ngồi đi. Không nắm, không cái mày. Nắm tay cho người ta trao nhau cảm xúc nữa. Ngoài cái chuyện ta nói chuyện mình còn trao nhau cảm xúc nữa. Đứng lên đi em gái. Dạ. Nắm tay vô, hai nắm hai tay hai bên. Đúng rồi đó, nhìn thẳng vào mắt nhau. Đó lúc thì này là... đây là một cái bài hát mà một người em gái của anh đã đi bây giờ đi nước ngoài rồi. Thì dạy lại cho anh, nói sau này là hãy hát cho người mà anh yêu. Thì bây giờ mong là cũng sau này là người em gái đó là cũng coi chương trình này, cũng thấy anh hát cái bài này thì cũng nhớ cũng lại hiểu, kỷ niệm năm xưa. Thì đây là một bài hát tiếng Anh. Bài có tựa đề là Modern Words. Thì ý nghĩa của nó là tình yêu thì cần hơn những lời nói. Và hãy nói, hãy hành động nhiều hơn. Chứ đừng nói quá nhiều. Anh xin hát. Anh hát cho em nghe nè. Saying I love you is not the words I want to hear from you. It's not that I want to not to say, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel. Modern words is all you have to do to make it real. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I already know. What would you do if my heart were torn into more than words to show you feel that your love for me is real? What would you say if I took the words away? Then you couldn't make things new just by saying I love you. Rồi, em gái tặng, tặng rồi mình đáp lại liền đi con. Mình không nói được. Mình đáp lại liền con. Chắc con ngồi ghế con hát. Cũng được. Con muốn đứng có ngồi gì tùy con, làm sao con thoải mái nhất để con show up được mình nè. Em hát cho anh một đoạn của bài Biển Tình. Rồi ok. Dạ, cũng như tặng cho tất cả mọi người ở đây và tất cả quý vị khán giả luôn. Nằm nghe sóng vô từng lớp xa, bò chan theo từng làn gió đưa, một vầng trăng sáng như tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Em hát như đó thôi. Giọng em lên cao không nổi. Rồi, bây giờ mình đã hết thời gian rồi. Ha, chúng ta bắt đầu để tay mình nút bấm đi các bạn.
Nãy giờ mình đã trao đổi với nhau, trao nhau những cái cảm xúc ban đầu, trao nhau ánh mắt, trao nhau những cái lời nói và được nghe ý kiến từ hai bên gia đình rồi. Bây giờ mình nhắm mắt lại, chúng ta có 30 giây để cảm nhận, tổng hợp tất cả những gì nãy giờ, xem thật sự đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không? Đây có phải là một nửa mảnh ghép mà mình đang hướng tới hay không? Và kiểm tra lại mình có loạn nhịp từ trái tim không? Tim mình đập thế nào? Nếu đúng có những điều đó, chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút ngay. Còn nếu không, hãy nhường nút bấm nó cho nhiều người khác. Mà đã bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm của mình. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Trời, nó bấm đều dễ sợ luôn. Bấm bật bật hai cái luôn. Ghê thiệt, đỏ cùng một lúc luôn. Rồi. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau đi. Đó, hai cái nắm tay đầu tiên luôn á. Bây giờ là chúng ta hãy nói gì với người nhà của bạn gái, hứa gì đó ha. Dạ. Em xin hứa với mấy chị là bạn dạ. Thật ra là mình nói với bố mẹ. Mẹ của em ở quê. Mẹ dạ. Ở quê kìa, mẹ đang xem dạ, truyền hình đó. Em con gặp Trâm ở đây là một cái duyên, thì khi mà mình đã quyết định cả hai cùng bấm nút rồi thì em cũng hy vọng, con cũng hy vọng là sẽ cho Trâm không phải khổ đau gì hết, sẽ bảo vệ Trâm mọi trước mọi thứ, ngoại trừ có con gián. Dạ, đúng rồi, trừ gián. Chắc em nghĩ có thêm gì nữa. Bây giờ Trâm nói với ba mẹ của bạn đi là con sẽ bảo vệ ảnh khỏi những cái con gián chích tiệt, ví dụ vậy, con nói đi con. Dạ, con cũng xin nói với lại mẹ của anh là ví dụ như anh có sợ gián thì con sẽ đứng ra con đập gián để bảo vệ anh, nhưng mà bù lại là anh bảo vệ con khỏi mọi giông tố của cuộc đời người kia. Rồi, hay quá. Con cũng hy vọng là hai đứa tụi con sẽ đi xa hơn và tiến tới hôn nhân lâu dài. Rồi giờ có rủ anh về đám cưới anh trai luôn không? Nếu mà anh sẵn sàng thì chút nữa anh chở em về luôn nha. Trời ơi, ngon. Vậy là vô rồi đó. Vô. Trở về đám cưới xong ra mắt luôn. Đậm đà luôn. Đúng rồi. Rồi bây giờ... Không. Cái hôm đầu tiên. Hôn nhớ, tay nhớ được. Cái hôm đầu tiên. Em xin phép là hôn em. Tay thôi ạ. À? Không, cái này nó, cái vấn đề ở đây là mình sống và làm việc theo pháp luật, dạ. Theo hiến pháp và pháp luật. Ở đâu nó cũng có cái luật lệ của nơi đó, cho nên rằng phép vua thua lệ làng. Nào, hai ba nào, cái hôm đầu tiên nào. Đó, dễ thương vậy thôi chứ muốn gì nữa giờ. Nghe cái chuột. Chú nghe có nghèo. Nghe âm thanh nó trong veo luôn. Được rồi, hai bạn dễ thương lắm ha. Chúc cho hai bạn thật nhiều may mắn. Chúc cho hai bạn sớm sẽ hiểu nhau, sẽ yêu nhau trọn cuộc đời nha. Hoa hồng xanh sẽ thành luôn. Hoa hồng đỏ nè.